Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 25 tháng 11 vừa qua, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức khai trương sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị. Đây là nơi cung cấp thông tin, dịch vụ chuyển giao, tư vấn về mua bán công nghệ, thương mại, kết nối với kết quả nghiên cứu và điểm kết nối quan trọng cho các tổ chức, cá nhân hợp tác thành công, góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp tham gia, trưng bày trực tiếp hàng nghìn sản phẩm khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực y dược, công nghệ sinh học, tự động hóa, công nghệ thông tin, vật liệu, với nhiều sản phẩm hàng hóa khoa học công nghệ uy tín trên thị trường Việt Nam và quốc tế của các doanh nghiệp hàng đầu. Cục Thông tin Khoa học Quốc gia và Bộ Khoa học Công nghệ thì đã phối hợp với các hiệp hội ngành nghề tổ chức khai trương cái sàn giao dịch về thông tin khoa học và công nghệ và thiết bị. Thì đây là một cái khâu rất quan trọng trong cái thị trường công nghệ, mà là cái khâu yếu nhất của thị trường khoa học công nghệ của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tại sàn giao dịch thông tin công nghệ và thiết bị, ngoài việc trưng bày giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ, giải pháp chiếu sáng thông minh Smart Home, Smart City, Smart Office, Smart Farm cho thị trường tự động hóa, các doanh nghiệp còn tham gia vào các hoạt động như seminar, khoa học, tọa đàm doanh nghiệp nhằm tăng cường giá trị giao dịch hàng hóa, thúc đẩy kết nối cung cầu, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ của hàng nghìn doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác tại trên 30 quốc gia châu Âu và các vùng lãnh thổ khác. Chúng tôi có 3 cái trung tâm nghiên cứu. Một là trung tâm nghiên cứu về chuyên về chiếu sáng, gọi là Lighting ID Center. Một trung tâm là chuyên nghiên cứu về công nghệ số, gọi là Digital ID Center. Và một trung tâm chuyên nghiên cứu về các nền tảng kinh doanh, về các platform. Với 3 cái trung tâm nghiên cứu như vậy thì chúng tôi đã chuyển hóa những cái tri thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào trong cái sản phẩm của mình. Xác định việc phát triển các tổ chức trung gian của thị trường khoa học công nghệ là nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, nhiều chuyên gia mong muốn có sự phối hợp giữa các sàn giao dịch với địa phương và quốc tế, qua đó giúp đánh thức tiềm năng các kết quả nghiên cứu, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thực hiện cái đề án về chuyển đổi số mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, thì cái việc đó là đang thay đổi từ tư duy, nhận thức, xây dựng kế hoạch, rồi hướng dẫn cách tổ chức thực hiện để làm sao các doanh nghiệp thực hiện cái chủ trương chuyển đổi số để chúng ta có thể thực hiện được cái định hướng trong cái đề án, đó là chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số. Sau 3 ngày khai trương và trưng bày sản phẩm hàng hóa khoa học và công nghệ, sàn giao dịch công nghệ sẽ tiếp tục hoạt động thường xuyên để hỗ trợ và khích lệ các doanh nghiệp thành viên tiếp tục phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng cạnh tranh cao để góp phần phát triển thị trường khoa học và công nghệ Việt Nam trong kỷ nguyên cách mạng 4.0.